chào anh ạ. Câu hỏi đầu tiên thì em muốn được biết là anh tên gì và đến từ công ty nào anh ha? Anh là tên là Vinh. Anh là IT của V-Ship Group. Và câu hỏi mà em muốn dành cho anh thì khi mà tham gia sự kiện từ đầu buổi sáng ngày hôm nay thì anh có cảm nghĩ như thế nào về sự kiện lần này ạ? Đối với cá nhân của mình thì hội thảo này nó cũng khá là thú vị và nó có đâu đó nó có cái bổ ích đối với cá nhân mình. Cụ thể ở đây là mình có thể thấy được hai điểm. Mình đã tìm thấy một cái lựa chọn về cái giải pháp cho công nghệ thông tin cho công ty mình. Ở đây là một cái nền tảng về bảo mật thông tin của Cloudflare. Nó khá là tiện dụng, đơn giản và khá là hữu ích, phù hợp với cái nhu cầu của bên mình. Điểm thứ hai là mình ấn tượng về cái dịch vụ mà làm tối giản hóa cái hạ tầng đối với các cái chi nhánh mới của bên mình. Đó là cái dịch vụ mà cho thuê hạ tầng network và firewall cũng như là set những cái policy. Thì điều đó giúp cho các cái site mới của mình nó chỉ cần đầu tư đơn giản là một hệ thống internet, các cái endpoint và các cái server ứng dụng mình cần. Và phần còn lại của network, policy, firewall thì mình thuê hoàn toàn Cloudflare. Nó rất là đơn giản đối với những cái mà văn phòng mới mà có số lượng nhân viên nhỏ. Dạ vâng, em cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh thật nhiều sức khỏe cũng như là sẽ luôn đồng hành với những sự kiện tiếp theo đến từ Softline và Cloudflare. Trong cái quá trình partner cùng với Softline thì trong cái buổi ngày hôm nay là Cloudflare cũng có cơ hội được chia sẻ rất là nhiều về những cái giải pháp mới cho những khách hàng ở Việt Nam và cũng như là chia sẻ cái kinh nghiệm đã từng hợp tác với Softline trong quá khứ. Và buổi ngày hôm nay thì Cloudflare cũng có cơ hội được hiểu rất là rõ về cái tình hình về an ninh mạng cũng như là cái tình hình triển khai Zero Trust ở Việt Nam từ các khách hàng. Ngày hôm nay thì Cloudflare cũng tức là rất vui là đã được hiểu thêm về những cái tình hình về an ninh mạng và cũng như là những cái tình hình về sử dụng Zero Trust của các khách hàng ở Việt Nam. Và Cloudflare cũng rất mong muốn là có thể hợp tác lâu dài với Softline để có thể đưa ra những chương trình hữu ích tới khách hàng và cũng như là những cái chương trình để có thể giúp đỡ khách hàng về cái mảng an ninh mạng cũng như là về cái mảng Zero Trust ở thời điểm hiện tại. Hợp IT thì cũng là một khách hàng lớn của kể cả Softline lẫn Cloudflare, thì được các bạn Softline lẫn Cloudflare mời thì mình tham dự sự kiện để một phần là để cập nhật những cái kiến thức mới về technical mà Cloudflare hôm nay chia sẻ, kèm theo là để mà network với lại là một số anh em ở trong ngành về bảo mật. Hiện tại thì Pharma IT là cũng giống như các công ty lớn khác thì cũng bị tấn công rất là nhiều. Và mỗi ngày thì có hàng trăm cuộc tấn công. Thì Pharma IT cũng mới chuyển hệ thống qua sử dụng Cloudflare thời gian gần đây thôi. Trước kia thì sử dụng của một cái cloud provider khác, nhưng mà vì nó không có thấy được những cái data, những cái dữ liệu mà Pharma IT cần thì cũng cần mất đâu đó khoảng gần nửa năm để mà chuyển đổi cái hệ thống qua Cloudflare. Thì cái sự chuyển đổi đó nó đang gọi là giúp cho cái hệ thống của Pharma IT ngày tốt hơn, càng tốt hơn. Thì các cuộc tấn công thời gian gần đây á, thì nó tỷ lệ gây ảnh hưởng nó càng ngày càng giảm, thì đó là cũng là một cái điểm tốt
cho Vanity, và Vanity sẽ invest nhiều hơn, sẽ đầu tư nhiều hơn về cái mảng sử dụng Cloudflare để mà chuyển số đổi một số cái dịch vụ khác đang xài cloud provider khác chuyển qua sử dụng Cloudflare. Shopify rất vui trong lần tổ chức cái sự kiện lần này, tiếp nối các sự kiện về cung cấp các giải pháp về công nghệ thông tin. Lần này Shopify làm việc cùng với Cloudflare là một đối tác đã có 3 năm cùng phối hợp với Shopify để triển khai các giải pháp về chuyên sâu về công nghệ thông tin, đặc biệt là về security và các cái giải pháp về zero trust, như là giải pháp về quản lý các cái tầng mạng và tầng ứng dụng trên cloud. Rất là vui trong cái đợt này thì có rất nhiều khách hàng rất là quan tâm tham gia và cũng đánh giá rất cao sự hỗ trợ của Shopify trong suốt thời gian vừa qua, và cũng hy vọng trong lần này thì các chuyên gia, các đội ngũ kỹ thuật của Shopify cũng như Cloudflare đã chia sẻ những cái case study rất là bổ ích và rất là thực tế. Và trong cái buổi hội thảo lần này thì cũng đã có nhận được một vài cái yêu cầu của các cái doanh nghiệp và đề xuất là cho Shopify có thể tiến hành làm các cái POC cho khách hàng để có thể họ có thể cảm nhận được cái chất lượng dịch vụ cũng như là cái giải pháp ưu việt mà Cloudflare mang lại, cũng như là đội ngũ kỹ thuật của Shopify sẽ mang lại cho khách hàng. We'll be right back.